Bang lão đại muốn nói gì thì nói. Belated. Có cần gọi là Snow Angel không em? Chị Hà muốn ra ngoài làm Snow Angel không chị Hà? Chú Phong với cô thấy anh chụp hình chưa nè? Chụp hết mấy trăm tấm rồi phải không? Nhiều làm em đói bụng quá rồi. Dạ. Ấp xoài. Ồ. Ồ. Live nè, một chút muốn nói gì? Karen thấy mommy đẹp không Karen? Karen là đang nhìn mommy với ba đó nè. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào dám chi tôi.
chúng ta không có tình yêu thì chúng ta chẳng là gì. Và tối nay thì chúng ta cũng có một cái đề tài để chúng ta ngồi lại, chúng ta tâm tình với nhau. Mời cô Hà sẽ giới thiệu cái đề tài vì là cái buổi hội thảo của chúng ta. Cảm ơn thầy Hưng, tại tôi được thầy Hưng giao cái trách nhiệm để làm cái chuyện này. Tôi có được một người chúa trong Malachi đoạn 2 câu 14 lời Chúa chết như vậy: các ngươi lại nói rằng vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Ở trong câu kinh thánh này Chúa nói rõ người vợ mà Chúa cho chúng ta, các người vợ đây là người vợ giao ước. Và nhiều khi chính mình tôi cảm thấy rằng mình quên rằng cái lời hứa mình hứa với nhau trước mặt Chúa chứng kiến. Chúng ta đã nhìn thấy những cái bức ảnh khi chúng ta được làm lễ hôn phối không, trong nhà thờ. Cái lời hứa đó là lời hứa mình có Chúa chứng kiến, không phải là chỉ gia đình hai họ, nhưng mà thực sự Chúa là đấng chứng kiến. Và Chúa coi cái lời hứa đó không phải là một lời hứa, nhưng mà trong kinh thánh Malachi đoạn 2 câu 14 nói rõ đó là một cái giao ước. Và giao ước thì cũng giống như Chúa có sự giao ước với lại dân Israel, và Chúa có sự giao ước đối với hội thánh của Chúa. Và tôi có tìm hiểu thì cái sự giao ước nó khác biệt với một cái lời hứa hay là một cái hợp đồng nó như thế nào. Thì đây là hôn nhân là một giao ước như trong Malachi đoạn 2 câu 14 đã nói. Thì giao ước dựa trên sự tin tưởng của hai bên, còn hợp đồng thì dựa trên sự ngờ vực. Khi chúng ta làm một cái công việc gì, chúng ta ký một cái bản hợp đồng, tại vì sợ cái bên kia sẽ lật lọng, sẽ thay đổi, cho nên phải có hợp đồng. Thì giao ước là dựa trên sự tin tưởng của hai bên, không phải dựa trên sự ngờ vực. Và giao ước thì dựa trên trách nhiệm vô hạn, còn hợp đồng thì dựa trên trách nhiệm hữu hạn. Những cái trách nhiệm gì ở trong hợp đồng có thôi, còn giao ước thì cái trách nhiệm nó là vô hạn. Còn giao ước thì không thể hủy bỏ, còn hợp đồng thì có thể hủy bỏ nếu có sự đồng ý của hai bên. Những cái điều mà Chúa giao ước với hội thánh và Chúa giao ước với tuyển nhân Israel không bao giờ hủy bỏ. Cho nên nhiều khi chúng ta suy nghĩ lại, mình có bao giờ mình nghĩ rằng cái lời mà vợ chồng mình hứa với nhau trước mặt Chúa, ví dụ khi mình nghĩ đó chỉ là một lời hứa thôi, con làm được thì con làm, còn nếu mà lỡ 10 ngày chuyện gì xảy ra, chuyện kia xảy ra, mình có tìm đủ cớ để mình có thể hủy cái hợp đồng đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ đó là một cái giao ước của mình với người bạn đời của mình mặt Chúa chứng kiến, thì mình có dám hỏi ý nữa không? Và chúng ta nói rằng, người Việt Nam hay nói câu là sống với nhau hết tình thì còn nghĩa. Nhưng mà mình có cái câu, cái bài hát tình yêu thương, nếu không tất cả mọi điều chúng ta có thể làm, mà nếu không có tình yêu thương thì nó không có nghĩa lý gì hết. Cuộc sống vợ chồng cũng vậy, nếu chỉ còn có nghĩa không có tình, người Việt Nam mình nói thì ok, nhưng mà thật sự trong lời Chúa không ok nếu mà sống vợ chồng không có tình yêu. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, và ngày khi Ngài tạo dựng nên con người theo ảnh tượng của Chúa thì Chúa nói điều đó là tốt lành. Và khi Chúa thiết lập hôn nhân, đối với Chúa điều đó cũng là tốt lành. Ngài thiết lập hôn nhân theo thiết kế để mà cho con người tận hưởng tình yêu của Ngài, muốn con người được hưởng. Và cái điều đặc biệt mà trong hôn nhân á, là Chúa dùng cái hình ảnh của người vợ và người chồng để nói lên tình yêu của Chúa đối với hội thánh Chúa. Bởi vậy Chúa muốn cái tình yêu đó thật là mình. Bởi vì có nhiều khi tôi nghĩ rằng cái hôn nhân của chúng ta có với nhau, với người phối ngẫu của mình, có thật sự giống như cái cách mà Chúa đã có ý định Chúa muốn con người tận hưởng được chưa? Chúa nói Chúa đến để Chúa ban cho chiên sự sống và sự sống dư dật. Và trong đó cũng có luôn cả cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Chúng ta thực sự ở đây có tận hưởng được cuộc hôn nhân của chúng ta giống như Chúa muốn đã ban cho chúng ta hay không? Nhiều khi vợ chồng có những cái điều trục trặc, có những cái sức mẻ, chúng ta lại hỏi tại sao tôi có phải đây là cái hôn nhân mà Chúa muốn ban cho chúng con hay không? Tôi không nghĩ là vậy. Bởi vì Chúa muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Và chúng ta thường hỏi tại sao hôn nhân chúng ta có những điều không được như ý muốn. Thì tại vì mình đã thiết lập hôn nhân theo cái cách suy nghĩ riêng của mình, không theo ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân với thiết kế đặc biệt theo kiểu mẫu tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta. Hôn nhân của chúng ta càng giống với kiểu mẫu của Đức Chúa Trời chừng nào thì nó sẽ càng hạnh phúc chừng đấy.
và sẽ làm cho chúng ta càng mãn nguyện và thỏa lòng hơn nữa. Dựa trên thiết kế hôn nhân kỹ thuật trong sáng thế ký đoạn 2 thì chúng ta thấy ý định tốt lành của Đức Trời cho loài người là được tận hưởng và kinh nghiệm một mối quan hệ mật thiết trong các mối quan hệ của loài người, của con người. Không có mối quan hệ nào mật thiết bằng mối quan hệ vợ chồng. Tuy vậy, vì con người không vâng phục và không tôn trọng những nguyên tắc đó chưa được thiết lập, nên chúng ta không thực sự kinh nghiệm được những phước hạnh Đức Chúa Trời muốn ban trong người con người trong hôn nhân. Trong hôn nhân, nếu người ta không cảm nhận được tình yêu của người phối ngẫu, mặc dù đối phương vẫn cứ nghĩ rằng mình đã cố hết sức để bày tỏ tình yêu của mình với người vợ hay người chồng của mình. Tại sao như vậy? Bởi vì họ đã bày tỏ tình yêu không theo cách Chúa đã thiết lập. Chúa thiết lập, Chúa là giống như là một cái người vẽ một cái blueprint, một cái bản vẽ cho một cái công trình. Chúa biết rõ từng phần cần cái gì và muốn điều gì. Nếu mình không làm theo ý Chúa thì dĩ nhiên mình sẽ đi sai trật. Cho nên ngày hôm nay, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhờ ơn Chúa trong thời gian ngắn ngủi, chia ra làm hai nhóm, một người nhóm bên nam và một nhóm bên nữ. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu làm cách nào để yêu vợ và yêu chồng theo cách Chúa muốn. Để rồi khi chúng ta áp dụng những điều đó thì chúng ta không thể nào nói là tại sao cuộc nhân chúng tôi không có hạnh phúc. Nếu mà chúng ta làm theo đúng lời Chúa thì dĩ nhiên Chúa là đứng bảo đảm sẽ dẫn đến cái sự mãn nguyện trong hôn nhân mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta cứ làm theo lời Chúa vậy. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ha, quý bà sẽ ở trên đây, còn mấy ông đi chuồng ngựa và quý ông sẽ đi vô trong phòng bên kia và chúng ta sẽ có thảo luận và cuộc thảo luận cái vấn đề thảo luận tối hôm nay sẽ dựa trên sách Epheso, tình yêu theo cách Phaolô dạy. Xin chúng ta sẽ chia nhau và chúng ta mấy ông ta vô chung kia ha. Chúng ta chỉ có khoảng nửa tiếng nha. Và sau khi thảo luận xong thì mỗi bên sẽ cử ra một người có 3 phút để tổng kết những điều gì. Anh đi đây. Xin chia anh chia đi. Anh đi đi. Anh đi đi. Anh đi. Hả? Cái này gọi là chú à, anh đi đi. Không, mình ngồi rồi. Đúng vậy, chị nữ là người cử ra đứng nổi nè. Đúng rồi. Tại vì tao qua cho là gì? Mấy ông rủ nhau đi chuồng ngựa hả? Không phải là mới về quê. Ví dụ anh hỏi anh đi làm. Anh đi làm có gì vui hoặc buồn không? Anh hoặc là em, ví dụ như anh có muốn mà xa tối nay không? Ok, bây giờ ha. Bây giờ anh Sơn thì được á, tại vì một sư đã sắp mong chào bạn Sơn chứ. Chị lấy cái này ra lòng đèn. Nói cho em đi. Ok. Lấy này nào, lấy cái này ra lòng đèn. Ờ làm cho anh Sơn hả? Dạ dạ dạ. Nó sướng lắm á. Trước khi đó anh phải, chị phải nói những cái câu này, chị phải nói cái này. Một ngày đi làm mệt mỏi, về nhà muốn nghe lời hỏi thăm của vợ. Đấy. Anh ơi mới về hả? Có gì vui không? Có muốn massage tối nay không? Cũng có một món quà, ok? Một món quà này á là bây giờ cô Tâm mở ra chưa? Cô Tâm là kia em chip lắm nha. Em chỉ tặng cho hai người một hai bịch trà này, trà là một bịch là một cặp đó. Một bịch trà Tình Tứ cộng thêm bánh bát. Hai người vừa massage vừa uống trà và ăn bánh tét cũng như bánh tét. Trong khi đó đây, cái tờ này của em đâu? Em sẽ phát cho mỗi một người. Ủa cái cuốn trong đây đâu rồi ba? Đây. Trong đây là cái lá thơ tình của lời của Chúa. Ok, trong đây mỗi một người một lá, em sẽ được một tờ với lời trà đó.
có một lá thư tình của lời của Chúa trong đây. Thì trong cái đó nó cũng có một cái blank, là cái tờ không. Thì mình về nhà mình ghi cho vợ và chồng của mình mỗi một người một tờ nha. Các ông có hay một rồi về nhà mình đọc cái này rồi mình ghi cái này, rồi ngày nào đó mình để trong cái lunch bag hay là cái gì gì đó, trong trong phòng tắm, phòng ăn, phòng ngủ hay là phòng bếp hay chỗ nào đó, mình đưa cho cái người đó cái lá thư này. Ok. Nhất thiết là ngày mai hay ngày mốt gì cũng được, nhưng mà nhớ nha, làm đi bánh này nha. Rồi bây giờ chút quá, bây giờ mình trước khi làm cái này bây giờ muốn tự tập thử nha. Hai người nhìn với nhau. Cô Tâm đã, cô Tâm mở bài. Cô Tâm we did it ready. Mà cô Tâm nói chưa? Cô Tâm nói cái câu đó chưa? Chả làm nó phải gì đâu. Một ngày chú làm về nhà mệt mỏi, muốn nghe lời hỏi thăm của chồng hả? Dạ, thì của vợ. Bây giờ là cô là vợ thì cô nói anh nào đi làm gì mà không gì vậy đó. Anh đi làm về có gì vui hay không? Cái này chính tả giỏi quá cho nên cô đọc không được. Tối nay anh có muốn mà sáng bây giờ mình có được 30 second để mình tập hai người nói chuyện với nhau, chào hỏi lẫn nhau, nhưng mà trong câu đó đó phải nói là có chữ là I love you. Cái người nào mà không có I love you á, em sẽ đi vòng vòng cho lắc người nha. Em lắc cái bịch bự này, em thôi lắc bự hơn hồi nãy nữa nha. Cho nên người hai người nhìn đi nha. Để mình gỡ quà đi, để cũng nói chung cái ai vừa vừa trao quà. Hay bây giờ đây là món quà của hai người phải không? Cầm quà xong rồi một hồi nó thí dụ chị Hằng đưa quà cho anh Đời, chị Hằng nói là đây là món quà của em tặng cho anh, em rất là yêu anh nhiều lắm. Để em làm ví dụ trước nha. Ví dụ trước cho anh ơi, quà của em đâu, em đưa em lấy chục năm cho anh, để đâu vậy? Phải này của em không anh? Đúng rồi là cái lương vậy. Bao nhiêu trái tim em bỏ đây hết vậy đó anh, nó bây giờ anh mở ra đi ăn. Anh lớp chim anh đi. Mấy chị người nào kế bên đi kiếm quà mình tặng cho chồng mình đi, lẹ lên. Mọi người cho đây lấy nó cho chồng luôn. Anh nên có cầm dao mở không anh? Từng cặp một. Mình nhớ là mình phải pause the time and slow it down. Tại sao phải 3 năm? Ok, ok, ok. Thì trái tim anh phải đưa cho mọi người coi trái tim anh. Ok, trái tim anh ha. Rồi, mở ra từ từ, nhẹ nhẹ. Rồi. Xin gửi anh cả trái tim của em. Ok.